Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về chủ đề các xương của cơ thể người nhé. Đây là phần thứ hai và chúng ta sẽ học các xương sọ. Lần trước thì chúng ta đã học từ vựng skull hoặc là cranium, có nghĩa là hộp sọ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học các thành phần cấu tạo nên hộp sọ này. Đầu tiên chúng ta đến với từ occiput, nó có nghĩa là xương chẩm. Có một từ khác để chỉ xương chẩm đó là occipital bone. Thì occipital nó là tính từ, vì vậy nó cần cái từ bone đi theo sau để tạo thành từ xương chẩm. Hai cái từ này phát âm của nó khác nhau, trọng âm của từ occiput rơi vào âm tiết thứ nhất, còn trọng âm của occipital rơi vào âm tiết thứ hai. Từ đầu tiên occiput và từ thứ hai occipital, occipital. Như vậy đây là xương chẩm. Tiếp theo thì chúng ta có xương đỉnh. Từ này được phát âm là parietal, parietal, parietal bone, xương đỉnh. Tiếp theo chúng ta đến xương trán, frontal. Từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, frontal, frontal bone. Tiếp theo chúng ta đến với cả xương thái dương. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, temporal, temporal, temporal bone. Cuối cùng thì chúng ta có một cái xương tương đối phức tạp nằm sâu ở bên trong và tạo nên cái nền sọ. Thì đây là xương bướm. Phát âm của từ này là sphenoid, sphenoid, sphenoid. Trọng âm dưới vần thứ nhất. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn một số cái xương ở trên các cái xương tạo thành hộp sọ. Vậy là hy vọng các bạn đã nắm được bài. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.